không hay nhất nhất phải biết giống như cái là cái mẫu này mặc áo quân rồng chân thả lương thái trong tù á chẳng đúng là đẹp quá. Chào tất cả mọi người. Hôm nay Cộng đoàn Phát thanh Truyền hình Việt Nam đào viên ở Đài Loan tổ chức cái chương trình viết tâm thư gửi cho chị Trần Thị Nga. Thì như anh chị em biết, chị Trần Thị Nga hiện tại đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ trong chốn lao tù. Chị Trần Thị Nga thì trước đây có qua Đài Loan làm việc, và khi chị trở về Việt Nam thì đã giúp đỡ những gia đình có những anh chị em con cái hoặc bạn bè gặp tai nạn lao động, có thể là những người thiệt mạng, giúp họ làm đơn để đòi hỏi những cái quyền lợi của cho người thân của họ. Ngoài ra thì chỉ có những người thân lên tiếng cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Và chị đã đi nhà tổng thống Cộng sản Việt Nam ra đi. Và hôm nay đây, Cộng đoàn Phát thanh Truyền hình Việt Nam và viên tại Đài Loan đã tổ chức cái chương trình để gửi những dòng tâm thư nhắn nhủ như những cái lời kích lệ động viên tinh thần cho chị. Hiện tại thì chị Trần Thị Nga đang bị giam giữ trong chốn lao tù. Trước đây chị có một khoảng thời gian
qua Đài Loan làm việc. Và khi chị trở về Việt Nam thì chị có giúp đỡ ở những gia đình mà có anh em bà mẹ bị tai nạn lao động hoặc là theo bất làm như thế này để nhằm đòi hỏi những cái quyền lợi cho họ. Và ngoài ra thì chị có lên tiếng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền và cho công bằng công lý tại Việt Nam, và chị đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giam giữ trong chỗ lao tù. Và hôm nay đây anh chị em trong cộng đoàn cho thành phố đảo Việt Nam đã viên phát động cái chương trình viết cái tâm thư gửi đến cho chị như những lời khích lệ động viên tinh thần của chị, và mong chị tiếp tục sống và đấu tranh cho quê hương đất nước trong chỗ lao tù. Bất cứ thời gian được không ạ? Đấy ghi vài dòng cho chị Trần Thị Cá. Trong vài dòng được mà các chị đã cá rồi thì cái hộ dài thế anh thêm một hai tư anh chị Việt đơn giản là được thôi à? Đơn giản thôi à? Chúng ta Việt nhiều lắm, cần gì đâu ạ? Cái tâm thư này á, mình gửi đôi lời khích lệ cái động viên cái tinh thần cho chị Trần Thị Nga. Với chồng nhà độc mà không cần thì anh đến theo ủy ban được một vài dòng thôi. Cực kỳ cố gắng lên, cực kỳ cố gắng lên là được. Ra nhiều, ra nhiều. Cầm tu ở Việt Nam á, cái này thì cái tham màu này, đấy em cầm tham màu của bạn thôi em quên em biết viết. Xong bán lì được cái gì? Giết thở anh, giết thở chị Nga. Giết thở cho chị Nga đấy. Đấy, mà chỉ việc còn thở. Điều nhưng mà không biết theo nên biết vài từ là việc đủ. Cần cái hai ba chủ được. Đó là
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.